Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank cùng 50 bị cáo khác. Phiên xét xử dự kiến kéo dài 20 ngày với hơn 700 người được triệu tập. Tại phiên tòa xét xử, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã bị đưa ra xét xử với 4 tội danh: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.